Lúc này đang là buổi chiều ngày 29 tháng 7 2018, và Đồ Võ Đức Hiền chân thành cảm ơn các anh em đã từ Thường Tín về để ký duyệt cho bộ Hoành Phi Câu Đối. Anh có để chữ Thường Tín vào đấy, anh viết chữ Thường Tín vào. Đỡ lận vì đông khách ký rồi có khi thì mang nhầm chết. Tờ Tín được đấy. Tờ Tín là hiểu là Thường Tín rồi. Đấy. Rồi. À, vừa nãy anh em bảo về thôn nào nhỉ? Thôn Đình Tổ, xã Nguyễn Trãi, rồi là trên đường trên đường vào chùa Động. Đúng. Hôm rồi mình đi thì mọi người có tranh luận là hai vị sư tổ trong đấy là hai anh em hay là hai chú cháu? Không, hai ông mà vẫn còn nguyên cốt ở đấy là hai anh em hay là hai chú cháu? À hai anh em ruột gì? À đúng rồi. Cái chùa nổi tiếng ở cái chỗ đấy.